RX7600 là ngon nhất trong tầm giá. Hơn 7 triệu thì 7600 đúng kiểu vua luôn, giá chiến được mà hiệu năng tốt. Ok, không để các bạn đợi lâu, ngày hôm nay lên ngay em cạt Acer Duo RX7600. Cùng chiến em nó thôi. Và trên tay mình đang là mẫu VGA của nhà Acer dòng RX7600. Các bạn có thể thấy trước tiên về thiết kế của nó đi thì nó vẫn là một cái thiết kế khá là tối giản, có tông màu đen chủ đạo này và có logo Acer ở hai phần quạt này cũng như là phần mặt sau của nó luôn. Nếu mà để xét về phần thiết kế ở cầm trên tay mình thì nó đang khá là nhỏ gọn. Các bạn có thể thấy là nó sẽ chiếm hai khe cắm PCIe nên là mình nghĩ là sẽ phù hợp với hầu hết các vỏ máy tính của các bạn. Với Acer Duo RX7600 này thì chúng mình sẽ có hai quạt tản nhiệt. Hai quạt tản nhiệt này thì đường kính của nó sẽ rơi vào khoảng 10 cm. Về cổng kết nối, đây các bạn có thể thấy là nó sẽ có 3 DisplayPort và 1 HDMI nhé. Ok, điểm qua một chút về thông số cơ bản của em nó nhé. Chúng mình có số nhân CUDA là 2048, bộ nhớ là 8GB GDDR6X 128 bit và core clock là 2725 MHz. Bên cạnh đó thì em cạc Acer Duo RX7600 này còn hỗ trợ phần mềm Acer GPU Choke 3. Chúng mình có thể thay đổi được các thông số quan trọng như là xung nhịp lõi GPU này, tần số bộ nhớ và cài đặt điện áp, tùy chọn theo dõi mọi thứ theo cái thời gian thực thông qua màn hình hiển thị. Và thông qua cái phần mềm này thì có thể kiểm soát được quạt gió của card này và cũng khá là nhiều các tính năng khác giúp chúng ta tận dụng tối đa được cái hiệu năng của em card này nữa. Và bây giờ thì mình cũng nôn nóng quá rồi và mình tin là các bạn cũng rất là mong chờ cái phần test hiệu năng của nó đúng không? Thế thì bây giờ ngày hôm nay mình sẽ có hai bài test hiệu năng cho em card Acer RX7600 này nhá. Mình có thử chơi Cyberpunk ở độ phân giải Full HD và setting medium thì thấy cũng khá ổn. Mức FPS có thể đạt từ 80 đến 100. Vậy là cũng đủ để mà các bạn trải nghiệm rồi đúng không? Với tựa game CS:GO 2 thì mình đang để cấu hình Full HD và Max setting cho mức FPS trung bình sẽ là 160. Các tác vụ như là dựng phim 4K RAW trên Premiere thì hoàn toàn là mượt mà. Và tổng kết lại với em card Acer Duo RX7600, theo trải nghiệm của mình thì mình đánh giá nó sẽ là một cái em card khá là dễ để người dùng tiếp cận và thật sự là một cái đối thủ đáng gờm trong cái tầm phân khúc là 7 triệu đồng. Và nếu mà các bạn đang sử dụng mà với nhu cầu công việc ổn định bình thường thôi và với các tựa game là Full HD ở độ phân giải Full HD hoặc là 2K thì đây sẽ là một cái sản phẩm cực kỳ đáng để các bạn đầu tư. Và nếu các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm này thì có thể comment bên dưới để bọn mình giải đáp nhé. Còn bây giờ thì bye bye!